Kính thưa quý vị, hôm qua tờ báo của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang hết sức căng thẳng, thể hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Và rạng sáng ngày hôm qua, theo tờ báo của Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc lại tiếp tục bị rung lắc bởi một trận động đất mạnh với cường độ 7,5 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô của Bắc Kinh khoảng 50 km về phía đông, làm cho 400 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình, người thì nhảy lên máy bay sang nước ngoài, người thì nhảy lên tàu chiến để ra đảo Hải Nam tránh trú. Tình hình hiện tại của đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang hết sức rối ren. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được từ tờ báo Tân Hoa Xã, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, biết chi tiết về trận động đất nêu trên như sau. Vị trí trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ở một quả núi thuộc tỉnh Vân Nam, nơi giáp ranh với biên giới của Việt Nam. Tuy nhiên, trận động đất trên không làm ảnh hưởng gì tới đất của Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất trên sâu ở độ sâu 2 km trong lòng đất. Trận động đất xảy ra trong đêm khiến cho nhiều người bị hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra khi mà nhà cửa bị rung lắc, đồ đạc trong nhà bị xô lệch. Những vùng sát với trận động đất trên đã bị đất cát vùi lấp. Trận động đất diễn ra trong bối cảnh đất nước của Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, kèm theo bão lũ, lũ quét, sạt lở vòi rồng, khiến cho cảnh tượng ngập lụt vô cùng bị thê thảm như lại tận thế. Hiện các lực lượng cứu trợ cứu nạn và cấp cứu khẩn cấp của Trung Quốc đang cho đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt và bị mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, theo những hình ảnh và những đoạn clip mà tờ báo Tân Hoa Xã cung cấp thì trận động đất trên đã làm cho lũ ống, lũ quét từ thượng nguồn đổ về con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong biến thành những cơn sóng thần cao từ 3 đến 5 mét, nhấn chìm rất nhiều bờ đê, khiến cho một số tỉnh thành như Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, trong đó có Vũ Hán là một trong những tỉnh bị vùi lấp thiệt hại nặng nề nhất. Theo Cục Thống kê Lên Nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay mưa lũ đã xuất hiện ở Trung Quốc gần 3 tháng nhưng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại tình hình vẫn đang hết sức căng thẳng. Đứng trước tình hình đó thì chính phủ của Bắc Kinh đã phải mở kho lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ cho những người dân Trung Quốc đại lục. Có một tin được cho là rất xấu đối với cả các quan chức của Trung Quốc khi hôm qua, rất nhiều nước trên thế giới nói rằng sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh, Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy trừng phạt Trung Quốc vì tội lỗi của Bắc Kinh gây ra cho hành tinh này là không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin thời sự tối ngày hôm qua cho biết, tình hình mưa lũ tại đất nước này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, thì những trận mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh, cùng thành phố Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc trong một vài ngày tới. Đây là một tin được cho là vô cùng đau buồn cho chính quyền ông.